Nếu ngươi có thể dùng lương thực lấp đầy căn phòng này, bản vương sẽ đồng ý đưa tất cả những thứ đó cho ngươi. Lấp đầy ư? Ngài đúng là đòi hỏi quá đáng. Mật thất lớn như vậy, muốn lấp đầy thì ta sẽ lỗ to mất. Không được, mật thất quá lớn. Vậy thì cứ theo như lời đã nói, đồ đạc trong này chúng ta chia đều. Không đúng, vừa rồi ngài đã đồng ý với ta rồi. Ta lấy thêm một chút cũng được mà. Bây giờ chia luôn đi, giản quân giao thấy huyền chiến làm thật. Quay người đi đến gần chỗ tranh chữ, nàng muốn xem thử giá trị quy đổi vật phẩm của không gian thương thành. Nàng tùy ý cầm lấy một bức tranh chữ, đưa vào hệ thống đổi của không gian không ngờ bức tranh này lại có thể đổi được 10 vạn tệ không gian vậy là trị giá một nghìn lượng bạc rồi cũng có lời ngang với việc khóc lóc trước mặt huyền chiến Hướng hồ ở đó còn có mười mấy bức tranh chữ nữa nếu giá trị tương đương nhau chẳng phải là hơn một vạn lượng sao nghĩ vậy giản quân giao lại đổi thêm vài bức tranh chữ sau đó lại lấy thêm một ít châu báu trang sức đưa vào không gian không ngờ lại đổi được 90 vạn không gian tệ lần này nàng thật sự là trùng mánh rồi ngươi lấy đủ rồi đấy số còn lại là của bản vương nhìn thấy đồ đạc cứ lần lượt biến mất huyền chiến thật sự nóng ruột nếu mình không ngăn lại lấy gì mà đàm phán với nữ nhân này nữa Giàn quân giao đã nếm chảy được vị ngọt của việc đổi đồ đã nhận thức sâu sắc rằng vẫn là đồng ý yêu cầu của huyền chiến thì có lời hơn ta đồng ý yêu cầu của ngài lấp đầy căn phòng này bằng lương thực huyền chiến rất hài lòng được ngươi cứ làm đi bản vương sẽ ở đây xem vì đã đạt được thỏa thuận Giàn quân giao phải tay một cái trực tiếp đen số bạc và trang sức đó thu hết vào không gian. Giây tiếp theo, Huyền Chiến chỉ cảm thấy trước mắt lầy sáng, hàng chục bao tài lương thực xuất hiện trong mật thất. Giản quân giao biết, Huyền Chiến định dùng số lương thực này để cứu trợ nạn dân, vì vậy nàng không chỉ mua gạo trắng, bột mì, mà còn có bột bắp, gạo lứt và một số loại ngũ cốc khác. Huyền Chiến vừa rồi bảo giản quân giao dùng lương thực lấp đầy mật thất, chỉ là muốn thử thực lực thật sự của nàng. Không ngờ nữ nhân này lại thật sự làm được. Nhìn thấy mình sắp không còn chỗ đặt chân, Huyền Chiến lên tiếng nhắc nhở, "Nhưng thứ này là đủ rồi, giản quân giao, ngươi dám cả gan đổ dẫn bản vương?" Hey 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 hey, không phải ngài muốn ta dùng lương thực lấp đầy mật thất này sao? Ta đây là đang làm theo lời ngài dặn dò. Vương gia, đừng nóng vội, ta sẽ đi gọi lặng dạ đến cõng ngài lên. Hừ, tên đàn ông thối, đây chính là kết cục của việc ngươi tính kế ta. Giản quân giao ước tính sơ bộ, số đồ đặc thu vào không gian quy đổi ra bạc là hơn 8 vạn lượng. Vừa rồi mua lương thực chỉ mất hai vạn lượng, tính ra nàng đã lời hơn 6 vạn lượng. Dù tính thế nào nàng cũng không lỗ, chỉ là tức giận vì Huyền Chiến luôn muốn tính kế nàng, không cho hắn ta một bài học thì nàng đâu còn là giản quân giao nữa, ta cái gì cũng thích ăn, chỉ là không thích chịu thiệt. cô nương này cũng thật lợi hại, ngay cả vương gia mà cũng dám tính kế. vương phi, vương gia đâu rồi? ồ, ta quay lại là để báo cho các ngươi, đến hậu viện có ngài ấy về, cống về sao? vương gia, ngài ấy làm sao vậy? người làm gì vương gia rồi? ta có thể làm gì một đấng nam nhi như ngài ấy chứ? chẳng phải là tự ngài ấy muốn xuống mật thất xem sao? kết quả là không ra được. huynh đệ nhà họ lang nghe vậy liền lo lắng, phiền vương phi dẫn đường, giản quân giao tuy muốn cho huyền chiến trúc khổ sở nhưng cũng không dám đùa quá trớn lỡ như ngạt thở ở trong đó hoặc gặp nguy hiểm gì thì nàng thật sự sẽ hồn phi phách tán mất vì vậy nàng quay người dẫn đường vương gia các người đã nói ở đây có thứ không sạch sẽ còn dám vào hay không thì tùy các người anh em nhà họ lăng căn bản không tin chuyện ma quỷ nên không cần suy nghĩ liền xảy bước vào trong mà nữ lúc này chỉ muốn rời khỏi đây đối với mấy người lạ mặt bước vào coi như không thấy huynh đệ nhà họ lăng rất thuận lợi đi vào mật thất vương gia người có đó không bản vương ở đây Lúc này Huyền Chiến đã vận nội công, đẩy những bao tải đè trên người mình ra, Người đó để lộ nửa người trên. Nếu không phải nửa người dưới không thể cử động, hắn thật sự không muốn để thuộc. Hãy nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Nữ nhân chất tiệt, đợi bản vương ra ngoài nhất định sẽ cho người đẹp mặt. Lăng Bắc một mình dễ dàng cõng Huyền Chiến ra khỏi mật thất. Đặt người ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Giản Quân Dao cảm thấy trước mặt người ngoài, mình vẫn nên giả vờ một chút. Vương gia, xin lỗi, đều tại ta vô dụng, không đủ sức có người lên, để người chịu khổ rồi. Quả nhiên, huynh đệ nhà họ lăng nghe nàng nói vậy cũng không trách nàng nữa tuy nhiên huyền chiến tức giận đến mặt mày tái mét nhưng trước mắt chỉ có thể nuốt giận vào bụng đợi khi không còn ai xem bản vương trừng phạt ngươi thế nào bên đó hỏi được gì rồi bẩm vương ra tên huyện lệnh khốn kiếp đó đã khai hết rồi hắn ta không chỉ tham ông ngân khổ cứu trợ thiên tai mà còn cầu kết với sơn tặc cướp bóc lương thực của dân chúng sau đó chiếm làng của riêng hư loại cầu quan này đáng bị chém thành trăm mảnh đại nhân tên cầu quan đó có thể giao cho ta xử lý không các người ra ngoài trước đi Ngươi định xử lý Vương Bác Đạt thế nào? Ta muốn móc tim hắn ta ra, xem thử nó có phải màu đen hay không. Nhưng trước đó, ta muốn nhờ Vương gia giúp một việc. Giúp việc gì? Ở mặt trong đùi Vương Bác Đạt có người đã dán một đạo bùa, khiến ta không thể nào đến gần hắn. Xin đại nhân hãy phá hủy đạo bùa đó đi. Ta mới có thể trả thù được. Việc này bản vương có thể giúp ngươi, nhưng bản vương cho rằng, kẻ ác như vậy mà chết quá nhẹ nhàng, thì thật sự là quá tiện cho hắn. Ma nữ được nhắc nhở liền hiểu ra, Đại nhân yên tâm, ta bảo đảm sẽ cho hắn nếm chảy mùi vị sống không bằng chất trước trước. Khuyên chiến vận nội lực gỡ lá bua, Ma nữ được tự do, thân thể lập tức bay ra ngoài, bằng bất cứ cách nào, mau chóng vào thành tìm thật nhiều xe đẩy. Trên đường đi, mang theo số lương thực đó, trở về nội viện, khuyên chiến, liếc mắt liền thấy ma nữ đang đứng trên mái nhà, nhìn chằm chằm vào huyện lệnh, tống thanh, cởi quần vương bát đạt ra.